cho nước Nhật hùng mạnh trở lại, làm cho nước Nhật như con phượng hoàng bay lên từ đống tro tàn. Và ngày nay công ty đó là công ty gì? Công ty Sony. Một công ty bắt đầu xây dựng từ đống tro tàn với một niềm gọi là thao thức, một niềm đam mê là đem là sự thịnh vượng cho nước Nhật. Sản xuất gì không biết, công nghệ ngộ gì chưa có, tiền bạc đó 1.600 đô chỉ có 5 anh em xây dựng một cái gọi là niềm tự hào. Trên cái niềm tự hào, niềm tự hào trên cái niềm hy vọng là sẽ xây dựng nước Nhật trở thành con chim phượng hoàng bay lên từ đống tro tàn. Các anh chị đây là những người trẻ, tôi năm nay 76 tuổi, tôi đã kinh doanh hơn 50 năm rồi. Tôi đi 93 nước để tôi không bao giờ tôi buồn là vì tôi là người Việt. Tôi đi khắp thế giới, người ta bảo tôi ông là người Nhật, không, ông là người Singapore, không, ông là người Hàn Quốc, không, không ai đoán tôi là người Nhật được. Nhưng mà khi tôi nói là tôi là người Nhật, là người Việt, thì hỏi là người hỏi tại sao ông là người Việt mà ông giỏi như thế? Thì tôi trả lời là nước tôi, trong nước tôi có nhiều người giỏi như tôi và hơn tôi. Họ trả lời là họ nói một câu là tại sao đất nước ông có nhiều người tài mà đất nước ông nghèo? Và đó là cái niềm gọi là đau khổ. Thì khi mà tôi nói với những anh em trẻ, tôi về tôi Việt Nam khi tôi ở Mỹ về, thì đầu tiên là tôi xin dạy học. Thì mời ông Thủ tướng, gọi đó là Trần Đức Lương, Phó Thủ tướng Trần Đức Lương mời về dạy đại học quốc gia. Thì tôi dạy đại học quốc gia với $1 một năm. Và sau 20 năm thì họ tăng lương tôi gấp đôi, tức là $2 một năm. Cái đó tiền bạc không phải là vấn đề, là vì đó là chỉ là một cái gọi là một cái con số để cho vào trong cái hợp đồng tài chính thôi. Nhưng cái điều quan trọng là khi mình thành đạt, mình trở về, mình đóng góp cho quê hương thì không có muộn, tuổi nào cũng được. Các anh chị hôm nay làm cái chúng ta gọi là top 50 Việt Nam và ASEAN thì đó là một cái bước đệm. Các anh chị phải làm sao mà top 50 Việt Nam và thế giới. Google, Amazon, tất cả những công ty chúng ta thấy nó bắt đầu từ đâu? Bắt đầu còn số 0. Tôi ở Mỹ 52 năm. Khi bắt đầu tôi còn trẻ, tôi đi học như tất cả anh chị. Tôi thấy có một công ty tên là Amazon thì không biết là gì, mà chỉ biết là trong từ điển Amazon là một cái rừng già ở miền Nam Mỹ. Đó, chỉ có cây cỏ, chỉ có sông thôi. Nhưng mà Amazon dựa trên một cái khái niệm là bây giờ tiện lợi, làm cho tất cả mọi người có thể gọi là mua hàng mà không phải đi di chuyển nhiều. Năm 2006, Amazon thành đạt luôn tự hào là người Việt Nam rất là không những là thông minh, giỏi, nhưng mà thành đạt. Và đặc biệt nhất là cái sự quan trọng nhất là cái sự hiện diện của hơn gọi là 50% các chị doanh nhân ở trong cái chương trình top 50 này. Tôi là một giáo sư đại học bên Hoa Kỳ, tôi ở Hoa Kỳ 50 năm và tôi ở châu Âu 13 năm, hơn 65 năm ở nước ngoài và làm việc. Và tôi dạy đại học ở nước ngoài rất là lâu. Nhưng mà cái niềm thao thức của tôi đó là tất cả những anh chị doanh nhân đây này, là những người thành đạt. Vì chúng ta thành đạt chúng ta cần 3 thứ. Thứ nhất là chúng ta cần cái lòng đam mê, là chúng ta thành đạt, đam mê chúng ta thành công, cái đó là quan trọng. Thứ hai là xây dựng một cái tổ chức, xây dựng một cái doanh nghiệp, xây dựng một cái gọi là cái cộng đồng. Và thứ ba là đóng góp cho xã hội, cho đất nước. Thì như chúng ta ASEAN, tôi cũng chỉ xin góp ý với các anh chị trong top 50 ASEAN và những anh chị khác, là chúng ta không những cần phải trở thành một doanh nghiệp có cái thương hiệu Việt Nam, thương hiệu ASEAN, mà chúng ta cần trở thành một cái thương hiệu quốc tế nữa. Thì cái điều đó không xa vời lắm. Năm 1939, khi mà Toyota, ông chủ tịch Toyota là ông Toyoda, ông ấy thành lập công ty xe ô tô Toyota. Thì ngay lúc đó, tức là cách đây gần 70 năm rồi, ông đã nói rằng là nước Nhật không phải là thị trường của Toyota, mà thế giới là thị trường của Toyota. Tức là ngay lúc đó ông ta đã nghĩ đến cái chuyện là làm cho nước Nhật hùng mạnh. Và năm 1949 là nước Nhật bị hai quả bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki và bị tàn phá, và người Nhật khóc. Người Nhật đã khóc. Và lúc đó là có 5 anh em trẻ. Tôi nghĩ liên tưởng đến câu chuyện của Việt Nam gọi là 5 anh em trên một chiếc xe tăng đó. 5 anh em trẻ đó mới nói là phải làm gì cho đất nước. Họ mới bỏ tiền ra và tổng cộng lại họ có $1,600 năm 1949. Và họ muốn làm gì? Họ không biết họ làm gì. Họ muốn sản xuất cái gì? Họ không biết gì.
gần như họ không biết gì hết, chỉ họ biết ra 1 triệu đô la Mỹ năm 2006. Nhưng mà sau đó là Amazon quyết định là chuyển đổi số, làm cho một cái công ty nhẹ nhàng hơn, mọi người có thể mua hàng hơn. Và 2016, tức đúng 10 năm sau, Amazon trở thành một công ty với tổng doanh thu là 356 tỷ đô la Mỹ 10 năm sau, từ 17 tỷ 500 triệu đến 350 triệu, tăng 2000%. Và ngày hôm nay Amazon gần 400 tỷ, một trong những người giàu nhất, chủ Jeff Bezos. Thì cái đó, chúng ta có một cái câu tiếng Mỹ nó gọi là the sky is the limit, trời là vô tận, là giới hạn. Thì cái tầm nhìn cũng như là cái giới hạn của tuổi các anh chị, xin lỗi các anh chị, ít nhất các em đây tôi gọi là em, là chưa chắc bằng con tôi là sinh năm 74, đúng không? Thì nhưng mà tại sao các anh chị có thể làm được, đứng đây được? Là vì mình có một cái niềm nam bê thành đạt. Đầu tiên phải thành đạt cho mình, sau đó mình thành đạt cho công ty mình, thành đạt cho đất nước mình, và mình vươn ra, đưa cái tên tuổi Việt Nam ra thế giới. Amazon, Google, tất cả những cái đó là những cái gọi là bắt đầu trong vòng khoảng 30 năm trở lại đấy thôi. Và tôi hy vọng là ngày nào đó các anh chị trở lại đây, hay trở lại một cái gọi là một cái diễn đàn lớn hơn, to hơn, trở thành một cái thương hiệu quốc gia và quốc tế. Tôi xin cảm ơn và chúc tất cả các anh chị, các em trở thành top 50 của thế giới. Xin cảm ơn.